Mạnh Cường Audio xin kính chào quý khách. Tự Hào là đơn vị uy tín tại Đắk Nông, chuyên phân phối thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình LED từ các hãng thương hiệu nổi tiếng. Hello mọi người. Hôm nay anh khách ở Gia Lai anh có gửi cái laptop xuống cho Cường ha. Và đồng thời thì trước đây Cường có bán cho anh cái bộ RTA bao gồm một cái sao card Behringer UMC 202 HD và cái micro Beyer Dynamic M11 của Đức ha. Nhưng về trong quá trình sử dụng thì không biết win rồi anh cài như thế nào, làm gì mà nó lỗi liên tục ha. Cho nên là anh gửi xuống nhờ Cường xử lý, Cường cài đặt Smart Line cho anh luôn ha. Mình cài đặt phần mềm Smart Line luôn anh quý anh chị ha. Thì có lẽ là bây giờ mình sẽ tiến hành cài win mới cho anh luôn ha. Thì mình sẽ review cho quý anh chị xem, nếu quý anh chị nào có nhu cầu á thì ủng hộ thiết bị bên Cường á thì có thể gửi máy trực tiếp về cửa hàng của Cường nhé, thì Cường sẽ hỗ trợ luôn ha. Bây giờ Cường tiến hành cài win ha. Cài win xong thì Cường sẽ cài đặt phần mềm Smart cũng như là add hardfire hiệu chuẩn, và Cường sẽ định cỡ dB đầu vào nha. Rồi mình Cường sẽ quay cho quý anh chị chúng ta xem nhé. Đây mình đã tiến hành cài win gần xong rồi nhé quý anh chị. Cái máy anh khách này đây. Máy này thì làm việc hơi nhọc đây. Đấy, thì mình quay khúc này thôi, mình sẽ tua cho nó nhanh đi cho quý anh chị chúng ta xem vào cái chủ đề chính ha. Rồi hello quý anh chị nhé. Bây giờ thì Cường đã cài cái win cho khách xong rồi quý anh chị ha. Và tiếp theo thì Cường sẽ tiến hành cài driver ha. Cái smart thì Cường đã cài và Cường đã ti xong rồi ha. Cường sẽ tiến hành cài cái driver cho cái sao card Behringer UMC 202 HD. Nhân tiện thì cái bước này Cường cũng chia sẻ cho một số anh em luôn ha. Có một số anh em mà tự mua sao card về á thì chúng ta cũng tự cài cho nó dễ ha. Rồi về bỏ này, chúng ta khởi động cái máy ha. Thì cái máy này của khách cấu hình nó quá thấp đi các anh chị. Cái này kêu khách xài tạm một thời gian thì tốt nhất nên đổi cái máy. Chúng ta nên dùng cái máy cấu hình nó vừa một chút xíu nhé, để cho nó chạy cái phần mềm cho nó ổn định, nó mượt mà. Và hơn nữa các cái phần mềm rắc thì thật sự xài cũng rất là khó chịu, cho nên máy chúng ta phải xài phải kỹ, đừng để dính virus này nọ các thứ thì nó phá nó nhai. Đặc biệt là chúng ta không được bật cái phần mềm diệt virus lên nha quý anh chị nha. Chúng ta phải tắt hoàn toàn các cái phần mềm diệt virus. Đây. Cái này thì Cường đã tắt bằng một cái app phụ rồi, một cái app bên ngoài rồi ha. Thì tắt rất là triệt để rồi, đây Cường đã tắt hoàn toàn luôn nhá. Thì mình có một chút chia sẻ nhỏ nhỏ với quý anh chị luôn. Thì chúng ta sử dụng một cái app này. Mình dùng cái app D-Control này ha, D-Control. Cái này nó viết tắt của chữ là Defender Control á, gọi là điều khiển, trình điều khiển cái Defender quý anh chị nhé. Chúng ta tắt trong này là tắt triệt để luôn á. Lưu ý là chúng ta xài phần mềm rác là chúng ta phải tắt hết virus nha, tắt hết phần mềm diệt virus. Rồi bây giờ khởi động máy thì Cường phải cài lại cái driver một lần nữa này, tại vì chúng ta cài một lần mà khởi động máy nó chưa nhận ha, phải làm thêm một bước nữa này. Ok, chúng ta tiến hành cài thêm một lần nữa ha. Đáng lý ra thì Cường sẽ quay màn hình, tuy nhiên cái máy này của khách thì Cường không tiện quay màn hình nhé, tại vì bây giờ phải cài phần mềm qua màn hình vào đây, cái máy đã yếu rồi, cài vào nữa nó lằng nhằng lắm. Cường quay bằng cái điện thoại có lẽ là nó hơi khó nhìn chút xíu ha quý anh chị ha. Đây nếu mà chúng ta xài Win 10 á
Thì nếu mà khi mà nhận driver rồi á, thì quý anh chị chúng ta tích vào cái hình biểu tượng loa này, nó sẽ hiển thị cái out 1, 2 của Banger ha. Đó, chứ còn nếu mà chưa cài á, thì nó sẽ không hiển thị cái out 1, 2 đâu nha. Đó, nếu mà chúng ta cài và đã nhận driver rồi đó. Rồi, tiếp đến thì Cường sẽ tiến hành cấu hình cái smart. Khi mà cái phần mềm smart mới chưa có gì thì mình sẽ phải tạo cho nó các cái phép đo ha. Đây, mình tạo cho nó hai cái đường mic đã, rồi mình chọn cái sao card của mình đang dùng. Đây, Banger UMC 202 HD, thì chúng ta sẽ chọn là ASIO UMC nha. Rồi mic 1 mình chọn in 1 là để mình cắm mic RTA. Mình tạo thêm một cái nữa để làm cái return tham chiếu, mình để nó là mic 2, mình chọn input 2 nhé quý anh chị. Rồi sau đó chúng ta ok nha. Rồi bây giờ mình tiến hành thiết lập mấy cái này. Ok, mình sẽ chỉnh cái này. Cái này thì tùy thôi nhé, không cố định nha. Chúng ta chỉnh sao cho nó tùy cái sao card và tùy cái mục đích chúng ta dùng nữa ha. Ok nè. Rồi bây giờ mình tạo cái thẻ transfer, mình sẽ đặt cái transfer này là pha ha. Thì trong cái video này á, mình sẽ add file hiệu chuẩn luôn và mình sẽ định mức cái db đầu vào cho khách luôn nhé. Tại vì cái này khách gửi máy lên cửa hàng của Cường á, thì mới hỗ trợ cái phần này được, cái phần mà hiệu chuẩn được ha, chứ còn không gửi máy thì bó tay, không có hiệu chuẩn được đâu. Rồi bây giờ giờ Cường sẽ tiến hành add cái file hiệu chuẩn này ha. Thì cái file hiệu chuẩn Cường đã copy qua bên cái máy này của khách rồi, đã nằm trong cái mục desktop rồi ha. Thì đây này, đang dùng cái M1 này ha. Đây Cường sẽ add cái file không độ vào ha. Đấy, mình add cái file không độ này. Rồi ok, import thêm cái nữa, thêm cái file 90 độ vào luôn, để khi cần dùng thì dùng ha. Đó, nhưng mà mặc định thì Cường hay để cho khách là cái file hiệu chuẩn không độ ha. Apply ok. Tiếp đến mình cài thêm một bước nữa ha. Mấy cái phần này thì tại vì trong này mình sẽ định mức db đầu vào luôn á. Rồi bây giờ thì các anh chị chúng ta nhìn qua bên này, đang dùng cái sao card Banger UMC 202 HD ha. Mình đang quay bằng cái điện thoại, nó hơi rung lắc nha, làm nó không tiện cho lắm. Đây thì chúng ta cắm phía sau nó có hai đường output, chúng ta dùng một đường out để chúng ta cắm ngược ra cái đường mic số 1 ha. Đây và chúng ta dùng một cái đường out phía sau á, chúng ta cắm ngược return lại cái đường vào đường mic số 2 và chúng ta cắm mic RTA vào cái line số 1 nha, hoặc là chúng ta cắm vào line nào thì tùy chúng ta cài đặt thôi nha. Đó, bây giờ Cường sẽ hiệu chuẩn lên này, Cường sẽ dùng một cái máy hiệu chuẩn nha. Đó, máy này là 110 dB. Lẽ thì mình phải có cái adapter, tuy nhiên thì không có adapter, mình làm cái trò mèo này chút xíu. Adapter này mình chế ha, cái adapter, cái bộ chuyển đổi nha. Rồi bây giờ Cường sẽ tiến hành hiệu chuẩn, tiến hành hiệu chuẩn cái đầu vào nha. Rồi ok, đây mình sẽ chọn vào phần input 1 này. Đây mình sẽ chọn là 110 dB tại vì cái máy của mình nó đang phát ra 110. Capture hay là mic 1 ha. Đó. Rồi mình apply ok. Rồi bây giờ mình chọn cái này. Đó, các anh chị thấy thì lúc này đây cái tín hiệu mà chúng ta thu vào được á thì nó sẽ đúng 110 ha.
Thì cái phần này mục đích là để quý anh chị chúng ta biết rằng là cái vị trí chúng ta đặt loa đó, tới cái mic mà chúng ta đang đặt là nó phát ra cái cường độ âm thanh là bao nhiêu dB ha. Đó. Rồi. Đây là cái mic 1 ha, là cái mic RTA đấy ha quý anh chị ha. Chị xem ha, đó đây 110 dB này ha. Các chị đây, khi mà mình hiệu chuẩn thì nó chính xác luôn này ha, nó báo tần số lên chính xác 110 dB luôn này ha. Đó, tại vì cái máy hiệu chuẩn của mình đang phát ra 110 dB ha. Rồi tiếp đến thì bây giờ mình sẽ làm cái mic 2. Cái mic 2 thì mình sẽ chỉnh ở trên cái sao card nha, không dùng cái máy này nữa. Rồi mình sẽ chọn cái mic 2 này. Sorry, bên này chọn mic 2 ha. Rồi ok này. Đây, chọn mic 2 ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành sorry mình quên một phần nữa nha. Đây. Mình sẽ phát sinh. Ok này. Không này. Cái này mình cho 1.000 đi. Ok ha. Rồi, bây giờ mình tiến hành phát sinh, phát tín hiệu sinh ha. Mình sẽ chỉnh cái master này nó lung tung hết và mình chỉnh cái mic này này để cho nó cân bằng với lại cái đường mic 1 hay hai cái chúng ta cân cho nó bằng nhau để chúng ta đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ chọn cái mic 2 ở nằm ở cái mức này, nó cũng sẽ là 110. Bây giờ mình cho capture. Bây giờ cái mic 2 là cái đường tham chiếu mình cũng đã định mức cho nó nằm ở cái mức này là 110 dB rồi ha. Rồi ok, đây hai cái bằng nhau này các anh chị ha. Đó. Ok rồi nha các anh chị. Rồi sau khi xong rồi á thì mình phải chuyển lại cái này pin noi. Thì khi qua ping noise á, thì nó sẽ khác ha. Rồi ping noise tín hiệu khác, còn mà cái khi mà mình đang phát cái tín hiệu sin á thì nó mình chọn tần số 1 ký ha. Thì cái phần 1 ký nó sẽ trội lên ha. Còn đây là ping noise thì nó khác ha. Tín hiệu nó sẽ khác, không giống nhau được. Ok rồi, quý anh chị nào chúng ta mua thiết bị RTA mà chúng ta muốn hiệu chuẩn luôn, nếu chúng ta không tự làm được, chúng ta không có máy hiệu chuẩn á, chúng ta muốn hiệu chuẩn như thế này á, thì có thể gửi lên cửa hàng của Cường nhé, Cường sẽ tiến hành hiệu chuẩn giúp mọi người. Rồi, chọn là in1 để đây mình làm cái đường mic RTA ha, đường chớp chớp mình nói hê 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 chạy chạy 6667 hề hề check check 1 2 đó hề hù đó, mình đang thổi cái tiếng gió vào là tần số thấp hù đó. Ok chưa quý chị ha. Rồi bây giờ mình qua thẻ transfer xem nào. Check check check. Đó. Ok ha, bây giờ mình tắt đi bật lại xem nào.
máy này thì cấu hình nó hơi yếu, xài nó không được ổn định cho lắm. Hey check check one two, hey check check one two, check check one two, hey hey check one two. Hey 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 đó. Lúc này đây thì cái mic RTA mình đang phát ra bao nhiêu dB á? Đấy, ví dụ cái tiếng nói của mình đang phát ra bao nhiêu dB thì nó thu vào chính xác ha. Đó, 90 dB này ha, đó. Hey, đó. Rồi. Và nhân tiện đây thì cho Cường xin phép một vài phút quảng cáo sản phẩm luôn ha. Thì đây là cái micro Beye Dynamic M11 của Đức nhé quý anh chị. Thì cây này hàng mới bảo hành 1 năm thì có giá 6 triệu rưỡi một cây ha quý anh chị ha. 6 triệu rưỡi một cây. Và khi quý anh chị chúng ta mua mic ở bên Cường á thì Cường sẽ hỗ trợ quý anh chị chúng ta xin cái file hiệu chuẩn nha. Với đối với cây Beye Dynamic M11 này á thì nó sẽ có hai file hiệu chuẩn. Một cái file khi mà chúng ta sử dụng cái góc micro, cái hướng micro chúng ta đo ha. Đó ở hướng 0 độ hoặc là góc 0 độ hoặc là góc 90 độ nha. Đó. Thì cái góc đó thì nó sẽ phụ thuộc vào cái vị trí loa đặt để chúng ta tính cái độ ha. Đấy. Rồi. Ngoài ra quý anh chị chúng ta muốn đồ rẻ hơn thì bên Cường có hàng bình dân để anh em chúng ta tập tành, đó là mic RTA Behringer ECM 8000, giá chỉ có 800.000 đồng một cây thôi ha. Còn cái sao cạc Behringer UMC202HD thì giá của nó là 2.320.000 đồng nhá. Rồi, quý anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ với Cường qua số điện thoại là 0946734646. Rồi, bây giờ xin chào mọi người nhé. Nhớ đăng ký kênh của Cường nha. Có gì thắc mắc, quý anh chị chúng ta cứ bình luận bên dưới nhé.